Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương này lên sóng và giới thiệu các bác về một cặp loa cực kỳ gọi là độc lạ. Và ngày hôm nay thì cũng lại bán giao lưu các bác về cặp loa này. Chắc các bác nhìn thế này các bác cũng đã biết đến cái dòng loa này là một trong những dòng loa đến từ thương hiệu nào rồi đúng không các bác? Đây là dòng loa đến từ thương hiệu JBL với thiết kế một bát 30 từ 220 côn 100 và chép tai voi. Và quan trọng hơn cả là con này nó này là dòng sản phẩm thùng gỗ sơn sần và thiết kế cực kỳ độc đáo. Chắc chắn rằng là cặp loa này ở trên thị trường cũng như ở Việt Nam mình thì không nhiều, không gặp nhiều. Thiết kế rất đẹp mắt và độc lạ. Chơi thế này là anh em chúng ta không theo kịp. Bây giờ ví dụ mà đôi này hay thì chắc chắn rằng là anh em chúng ta đến chơi, bạn bè đến chơi, anh em chơi Audi đến chơi khen, sau đó muốn tìm một cặp loa này thì em nghĩ rằng là tìm được cặp loa như thế này gần như là rất là khó. Bởi vì em cũng đã bán rất nhiều và ngày hôm nay là lần đầu tiên mua được cặp loa này. Các bác nhìn loa mảng còn mới tinh tình tình luôn. Đó. Chép gọi là chép tai voi, cộng hưởng hộp cộng hưởng của chép, hướng lan tỏa của chép. Đấy, đây là hai lỗ thoát hơi, hàng còn rất là mới và đẹp. Zin 100%, màng thùng thành còn cực kỳ đẹp. Các bác quan sát này, JBL mã đây các bác. Chắc chắn là con này nó giống với con 4722X hoặc là 22A. Nhưng mà con này thì nó lại là gì? Đây các bác nhìn cho em nhé. Modem của nó là 4722NM. 4722NM sản xuất tại Mỹ. Tem này là tem đúc khắc chìm, giống như kiểu các cụ nhà ta có gọi là có cái tem củ khoai, chuyện mà củ khoai khắc xong là đóng ngay. Đóng ngay nó mới chắc ăn, để mai nó ỉu mất. Nhưng mà đây là khắc chìm luôn các bạn. Tem này chắc mình không làm được. Nó sẽ hỗ trợ hai đầu rắc vào, rắc bằng 6.5 và rắc bằng Newtrix. Đây là đánh chế độ bát riêng, chép riêng. Thùng vách đẹp như mới. Con này thì bát của nó đánh rất hay. Thùng nó thùng gỗ cho nên là cái âm sắc của nó tròn, nó căng. Cái hộp cộng hưởng nó tốt mà các bác. Đấy. Còn đâu về mặt giá thành em sẽ báo cho các bác sau. Chắc chắn rằng cặp loa này nó rất độc và lạ. Và giá thành, với cái giá thành em công bố thì các bác sẽ mua được ngay. Mà không mua nhanh chắc không còn. Bây giờ em thử thân âm. Thế cơ mà tơi thành tách, đậm đà tiếng bát, ngọt ngào giải trung và giải chép. Loa Mỹ nó đánh nó ra âm sắc cực kỳ ngọt êm. Nó chi tiết, đồng thời quan trọng là nó tí tách tí tách. Cái tiếng đẹp của nó tan ra hay lắm. Hôm nay thì chính thức này em mất tiếng, cho nên là hát hò là hôm nay chịu hẳn rồi. Nghe nhạc thôi.
không các bác thấy không? Hầm mố đẳng cấp và cực kỳ nét. Một cặp loa đời A, tức là thùng nỉ ấy, thì giá thành hiện nay nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 30-32 triệu, tùy theo độ đẹp của loa. Chưa nói những cặp loa thùng gỗ như này. Ngon chưa? Cặp này em bán giao lưu các bác với giá 26.500.000 đồng. 26.500.000 đồng, không mặc cả các bác nhá. Hàng này là hàng bán giao lưu, chỉ có một đôi duy nhất. Đời A các bác nhớ cho em, đời A là 30-32 triệu nhá. Mà thùng đó là thùng nỉ, còn con này là thùng gỗ sơn sần đấy. Độc lạ chưa? Hay chưa? Giá thành rẻ chưa? Nếu để em bán thương mại thì không có giá này. 26.500.000 đồng, giá này tại cửa hàng, không bao ship và không mặc cả. Nếu các bác mặc cả là em không bán được. Loa bao zin, bao chất cho các bác luôn. Có một đôi duy nhất các bác nha. Không hay không lấy tiền. Mà không mua nhanh thì cũng không còn. Đôi này nếu như giá của nó ngang tầm với đôi X, tức là giá của nó hiện nay đôi này nó rơi vào tầm khoảng độ 34-37 triệu, ngang tầm với đôi X. Đôi loa này không phải là em nhập của nhà phân phối, mà đôi loa này là một người anh em của em đi nước ngoài bế về và bán lại cho em. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Số máy của em là 0971998555. Bác nào đầu tư đôi loa này nhớ alo cho em sớm, đừng để hụt các bác nha. Xin chào tạm biệt các bác.